Chào các bạn, và hiện tại là mình đang tiến đến khu vực phía Bắc nha các bạn. Ngày hôm nay thì những người anh em HG sẽ cùng nhau đi đập bom khủng bố ngân hàng tiếp theo nữa nha. Ở tập trước thì sau khi mình đến một cái ngân hàng ở gần công viên đúng không ta? À đúng rồi các bạn ơi, mình đi đến đó chưa kịp đập bom nữa các bạn, thì mình gặp con robot khổng lồ Chano Alpha, nó tấn công mình. Là mình chưa kịp đập bom khủng bố nữa, nhiệm vụ thất bại rồi các bạn ơi. Cho nên là ngày hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau đi đến khu vực phía Bắc đập bom ngân hàng ở Vịnh Bắc Bộ nha các bạn. Rồi, tụi mình vừa mới đi vào khu chợ đen. Lần này thì thuê con xe khác nha. Đây các bạn nhìn nè, con xe hơi bị đã luôn á. Phía trên nóc xe đó các bạn có nguyên một khẩu súng trường luôn. Mà hình như là khẩu súng này mình đổ được thì phải. Các bạn chờ mình chút xíu nha, để mình đổ lại xe đây các bạn. Lần nào cũng vậy hết, cứ đi vào khu chợ đen mình thuê xe xong á, mình quên đổ rồi các bạn. Để mình đổ lại nha, các bạn chờ mình chừng một phút thôi các bạn. Còn nhanh hơn cả mì gói nữa. Đó các bạn nhìn kìa, một khẩu súng ba nòng. Bonus thêm cho mình một cái Spam đó nha các bạn. Kiểu này giống như là mình chạy vào đường lầy đó, thì mình có xẻn nè, Spam nè. Đó, cứu trợ xe này nha các bạn. Rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến ngân hàng ở Vịnh Bắc Bộ, vào đó đặt bộ khủng bố thôi. À các bạn ơi, mình nhớ hình như là gần ở đây có một cái tiệm tạp hóa này các bạn. Mình không biết là mình có nên vào đây mình mua đồ hay là không nữa. Có mấy lần luôn á, cứ mỗi lần mình vô đồ là ông chú đó cứ đuổi mình ra không à các bạn. Không biết ngày hôm nay ông chú này gặp những người anh em hết ghi có bán đồ cho mình hay là không nữa. Nhưng mà mình thử luôn nha. Biết đâu mình mua được xì bum hay là cola thì sao các bạn. Rồi, tạm thời thì mình sẽ ghé vào đây, mình mua nước ngọt nha. Ôi anh trai ơi, từ từ thôi anh trai. Chen lắng làm gì không biết nữa, xém chút xíu mình đụng ảnh rồi các bạn. Ui mọi người, cắt súng vào mọi người, cắt súng vào mọi người. Vào đó mua đồ mà cầm súng như vậy này các bạn, là thế nào ông chú, ông cũng đi ra à. Đầu tiên là mình sẽ thử cái máy nước ngọt nha. Mặc dù là mình biết không được đấy các bạn, nhưng mà mình vẫn thử nha. Biết ngay mà. Không đủ tiền các bạn, nhưng mà mình vẫn thử. Rồi, xin chào ông chú nha. Chào sình ông chú. Sao ông chú? À các bạn ơi, mình mua được nè. Đó, sô-cô-la nè, bánh nè, nước nè. Đầy đủ rồi các bạn ơi. Tạm biệt ông chú nha, con đi đây. Trước khi đi thì con sẽ tặng cho ông chú mấy quả cầu tiết. Chào các bạn ơi, con sẽ tặng cho ông chú mấy quả cầu tiết nè, mấy quả cầu tiết nè. Các bạn yên tâm đi, cái quả cầu tiết này á, mình chỉ ném như vậy tròn thôi các bạn, chứ nó không có sát thương nha. Rồi mọi người ơi, lên xe thôi mọi người. Quên chứ các bạn, trước khi mình rời khỏi đây thì mình sẽ tặng cho cái máy bán nước ngọt này. Đó các bạn nhìn nè, mình sẽ tặng cho nó một băng đạn nha. Mình có nhiều tiền lắm các bạn, nhưng mà không cho mình mua. Vậy thì bây giờ cái máy bán nước ngọt này tới công chuyện với mình rồi. À, cái máy bán nước ngọt này nó bị hư rồi các bạn ơi. Hèn gì mình mua không được, nó bị hư rồi nha các bạn, chứ không phải nó không bán cho mình. Nó bị hư chưa sửa, mình lên mình lấy khẩu súng mình bắn sao giờ. Đem bắn dây chai luôn rồi các bạn ơi. Cái tủ này mình dám chắc với các bạn là một chút nữa ông chú đó đem bắn dây chai liền luôn các bạn. Mình bắn kiểu vậy là hư rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ngân hàng ở Vịnh Bắc Bộ nha các bạn. Mình thèm đổi lại con xe này màu khác quá các bạn ơi. Mình không thích cái màu tiền các bạn. Xe này giống như là dành cho VIP và rò đấy các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, dán full tiền luôn. Bây giờ tiền nhiều quá làm gì các bạn, dán lên xe chơi như vậy đó. Mặc dù á là mình tiền không có nhiều nha các bạn, nhưng mà chơi nổi hơn người ta, cho nên là mình chơi như vậy. Thôi bây giờ mình đổi lại cho nó cái màu khác đi các bạn ơi. Và hai cò mình vừa chạm vừa đổi luôn nha, cái này dễ mà. Rồi mình sẽ cho nó một cái màu nào đỏ ngầu ngầu đi các bạn ơi. Coyote vào đây. À cái màu này cũng khá là đẹp nữa các bạn. Rồi. Ồ rằng ri hả, camo hả. Rồi đây các bạn ơi, cái màu này đẹp nè. Tiếp theo là mình sẽ đổi lại cho nó màu khác nha. Để mình xem đã. Color. Rồi mình đổi được màu nha các bạn. Thường thì con xe này sẽ có màu xanh là đẹp nhất, nhưng mà cái màu xanh hồi nãy thì nó sáng quá. Mình tìm cho nó một cái màu xanh tối nha các bạn. Rồi màu này được này các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là bộ vành. Con xe này là chuyên đốp rớt này các bạn. Mà lên cái bộ vành nhìn đúng ghét luôn á. Cái bộ vành này giống như là bộ vành của mấy chiếc siêu xe đó các bạn. Nhưng mà xe này là xe off-road mà, lên bộ vành này như vậy là không hợp đâu. Cho nên là bây giờ mình sẽ đổi vành lại luôn nha. Đây là các bạn ơi, off-road nè. Đó, vành off-road là nhìn xe ngầu liền luôn. Wow, đẹp ghê chứ các bạn. Fit, liên lợi nè. Xe mình mới ken xà ben luôn. À các bạn ơi, nói tới xà ben thì trước mặt mình cũng có xà ben nữa nha. Chúng ta đã đến ngân hàng ở Vịnh Bắc Bộ rồi các bạn ơi. Nào mọi người, nhưng mà bây giờ mình chạy con xe này đến đó, rồi sau đó mình đặt bom như vậy có ổn không ta?
Hay là bây giờ mình leo lên một con xe nào đó gần ở đây các bạn. Đó, mình mượn xe của mọi người, rồi mình đặt bom vào xe, sau đó mình lái thẳng vào ngân hàng, mình đặt bom vào ngân hàng luôn các bạn. Như vậy là mình thấy nó ổn nhất đó các bạn ơi. Nếu bây giờ mình chạy con xe này mình đậu trước cửa đó, mình khủng bố như vậy thì không ổn đâu các bạn. Mấy anh trai cho mượn xe đi mấy anh trai. Ôi anh trai ơi, từ từ anh trai ơi, xe của anh trai đánh bùng kìa anh trai ơi, từ từ. Đúng rồi, anh trai cho mượn xe nha. Rồi lại các bạn ơi, mình mượn được con xe này rồi nè. Hả mấy anh trai này, đỉnh đến mình mới ghê chứ. Thấy những người anh em hết gì của mình có súng, lật đặt bỏ chạy rồi các bạn. Đó, mấy anh trai đi nha mấy anh trai. Định ra đây đánh mình hay sao đó các bạn. Thấy những người anh em có một cái súng nè, bỏ đi hết rồi. Bây giờ mình sẽ đặt bom nha. Nào, Navi Bobby, né sang một bên đi bạn ơi. Một quả nè, hai quả nè, ba quả nè. Mình đang tập điểm nha các bạn. 5-6 quả đó các bạn ơi. Mình đặt đâu đó tầm khoảng là 28-29 quả nha. Chắc từ nãy cho đến bây giờ cũng được 14-15 quả rồi các bạn. Rồi à, mình đón sơ sơ thôi các bạn ơi. 18-19 quả rồi. Ok à, 20-21 quả rồi các bạn. 25-26 quả rồi. 28-29. Ok, bây giờ mình sẽ lái con xe này, rồi sau đó mình sẽ đậu nó trước cửa ngân hàng nha các bạn. Rồi Kissy Missy ơi, lên xe thôi bạn, lên xe thôi bạn. Nào mọi người ơi, cẩn thận nha mọi người, coi chừng cảnh sát đó. Bây giờ mình phải quan sát cảnh sát nha các bạn. Cảnh sát mà đứng gần ở đây á, cảnh sát thấy mình á, như vậy là không ổn đâu nha. Mình phải quan sát trước sau cái đã. Rồi ổn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đậu con xe này ở đây. Nào mọi người ơi, mọi người rời khỏi đây đi mọi người ơi. Chỗ này một chút nữa có khủng bố đó. Làm sao bây giờ đây ta? Mọi người còn đứng ở đây quá trời này các bạn. Hay là bây giờ mình bắn súng điện. À rồi đó các bạn ơi, mình sẽ bắn súng điện vào anh trai này nha. Rồi anh trai ơi, đi anh trai. Như vậy được rồi các bạn. Đó, mọi người bỏ chạy hết rồi. Đúng rồi mọi người ơi, bỏ chạy đi mọi người. Chỗ này một chút nữa có khủng bố đó. Còn anh trai kia đuổi theo đánh mình mới ghê chứ. Nào những người anh em ơi, lấy súng ra. Ui, mình cứ lấy súng là chỉ hồi võ thôi mà. Tại sao lấy súng ra bắn anh trai này? Mình chỉ kêu lấy súng ra hù dọa thôi các bạn. Mà những người anh em của mình lấy súng ra bắn người ta luôn. Ơi, đoàn kêu mình làm cái gì đây? Kêu mình đi vào đó, mình khống chế anh trai quản lý hả? Thôi, mình không khống chế đâu. À, thanh niên băng đảng nhân hậu MC Lost này các bạn. Ui, có súng luôn. Định lên đây tấn công mình hay sao á? Này thì tấn công mình nè. Rồi. Kissy Missy, sử dụng cái súng bắn ông làm gì vậy? Mình thấy cái Kissy Missy sử dụng cái súng bằng nòng nhắm theo anh trai này nè các bạn mà không bắn. À, anh trai đó mai đó nha. Rồi, bắn đi Missy Kissy, bắn đi. Rồi các bạn nhìn nè. Hả? Kê vậy Kissy Missy. Khẩu súng nó mạnh lắm các bạn ơi mà không chịu bắn. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ khủng bố ngân hàng luôn nha. Đó, nổ ngân hàng rồi các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn kìa. Con xe bay luôn hả? Hơi bị ghê đấy các bạn, xe bay luôn kìa. Wow, anh trai này bắn mình nè. Dám bắn mình hả? Con xe đó nổ ghê quá các bạn. Không lẽ là bây giờ mình thử là một lần nữa chứ. Mình thấy nó hơi bị ảo diệu rồi các bạn. Một chiếc xe biết bay nha. Rồi. Tạm thời bây giờ thì mình sẽ tắt sao nha các bạn. Một chút nữa mình sẽ mở sao lên. Mọi người ơi, mọi người đừng có bắn nữa mà. Để mình thử cái kỹ năng này. Kỹ năng này mình thấy nó ổn định nè các bạn ơi. Rồi, mọi người ơi. Tự dưng lại bắn cảnh sát chứ vậy? Những người anh em của mình bây giờ tự dưng bắn cảnh sát các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mượn chiếc xe này nha. Chiếc xe này mình thấy cũng ổn rồi các bạn ơi. Mọi người nhớ là đừng có bắn cảnh sát. Đó, bắn cảnh sát làm chi, phát hiện bây giờ nè. À, mình đậu con xe này ở đây đi các bạn. Rồi, xuống xe. Tiếp tục là màn tập điểm thôi các bạn ơi. Gì vậy? À, mấy anh trai kia vừa đi ăn cướp hay sao đó các bạn ơi. Cảnh sát phát hiện, cảnh sát để tao truy nã luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Đủ rồi các bạn ơi, đây các bạn nhìn nè, một màn xe bay nha. Đó anh em ơi, lên xe thôi anh em. Ơi anh trai kia, đừng có bắn trúng xe của mình mà. À các bạn, tự bắn xong tự xỉu luôn rồi kìa.
Mình sợ là anh trai kia đó bắn trúng xe của mình, bắn trúng cái phần bơm đấy các bạn, thì xe của mình nó sẽ tự động nó nổ luôn nha, không cần mình kích nổ các bạn. Mình sợ như là như vậy thôi. Đặt bơm như vậy là hiếm lắm các bạn, khó lắm luôn đó. Mà bắn nổ cũng như là mình công cấp. Nè anh em ơi, xuống xe thôi anh em. Đây các bạn nhìn nè, mình sẽ biểu diễn tiếp một xe bay nha các bạn. 3, 2, 1, xe bay, xe bay. Các bạn ghê, xe bay ghê thực sự luôn đó. Ui, từ đây các bạn ơi, mình đã khủng bố thành công rồi. Ui da, anh trai ơi, anh trai chạy xe không quan sát, anh trai đụng em rồi anh trai. Hôm nay mình khủng bố thành công rồi các bạn. Còn ngày hôm trước hả, chưa kịp khủng bố nữa là mình gặp con robot khổng lồ Chrono Alpha, nó là đây, nó tấn công mình rồi. May quá các bạn ơi, ngày hôm nay thì không có robot Chrono Alpha nha. Nào mọi người, lên xe chạy trốn thôi mọi người ơi. Như vậy được rồi các bạn, mình đã khủng bố thành công rồi. Bây giờ mình sẽ chạy trốn cảnh sát nha. Có 2 sao thôi, mình chạy trốn cảnh sát phải nói khá là dày luôn á. Nào Missy Cassie, lên xe thôi bạn ơi, lên xe thôi bạn. Ui, cái trạm xăng các bạn ơi. À, cái trạm xăng này được nè các bạn, cái trạm xăng này được nè. Hả, sao mình đặt một không được. Nhưng mà dường như là mình sử dụng súng trường nè các bạn. À, đã vậy ta. Mình quên với các bạn, bắn vào trạm xăng nè, trạm xăng nổ đi trạm xăng ơi. Mình quên với các bạn, con xe này á là mình làm tài xế mình lái được nha. Với lại đó là mình cũng có thể sử dụng được súng nữa các bạn. Ở phía phần đảo này các bạn ơi, đó các bạn thấy không. Ui, đã vậy ta, xe này bắn được nha các bạn. Rồi, mấy trạm xăng ở đây tới công chuyện với mình rồi. Này thì mấy trạm xăng nè, bắn cho nổ luôn. Ui, nổ xe cứu thương rồi các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là trạm xăng này nữa. Né xa ra. Xem chút xíu là trúng được các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho trốn cảnh sát cho mắt sao nha các bạn. Lúc nãy thì mình với những người anh em của mình đang đi dạo đây, thì mình nghe một tiếng nổ các bạn. Mình không biết là chuyện gì xảy ra luôn á. Để mình chạy lại đây mình xem thử nha. Ôi các bạn nhìn kìa, một chiếc xe bị nổ hả. Ở đây có khủng bố rồi các bạn ơi, ở đây có khủng bố rồi. Để mình chạy lại kia mình xem thử nha. Không biết là có ai bị thương hay là không nữa. Em mèo cũng bỏ chạy này các bạn. Em mèo bỏ chạy mất dép luôn. Rồi có ai bị thương không, có ai bị thương không. Hình như là mình có bình xịt cứu hỏa thì phải. Rồi để mình chữa cháy giúp mọi người nha các bạn. Con xe này không biết bị sao nữa mà tự dưng nó nổ này các bạn ơi. Có ai khủng bố đây hả ta. Bây giờ ở Vịnh Bắc Bộ cũng khủng bố nữa các bạn. Nguy hiểm ghê vậy. Ui, chiếc xe này bị nổ rồi các bạn ơi. À, mình thấy có cảnh sát thì phải. Mấy anh chị cảnh sát ơi, ở đây có khủng bố nè mấy anh trai. Hả, sao mấy anh trai lại chỉ súng vào em có làm gì đâu. Không ổn đâu các bạn ơi. Cảnh sát tưởng nó mình là khủng bố. Mình không phải là khủng bố nha mấy anh trai ơi, em là người tốt mà. Các bạn nhìn nè, mình còn cầm nguyên cả một cái bình xịt cứu hỏa, mình giúp mọi người. Mà mấy anh trai cảnh sát nghĩ là mình là ăn cướp các bạn, ở lộn. Mình là khủng bố, đang đuổi theo bắt mình mới ghê chứ. Thôi mà anh trai ơi, anh trai đừng có đuổi theo em nữa mà anh trai. Anh trai đừng có đuổi theo em nữa mà. Final. Ui da, chiếc xe kia tại sao đụng với người anh em của mình. Này thì đụng với người anh em của mình nè, mình ném bom luôn nha. Không ổn rồi các bạn ơi, cảnh sát hiểu lầm mình rồi. Tụi mình rõ ràng muốn giúp mọi người mà. Tại sao mấy anh trai cảnh sát lại tưởng nó tụi mình là khủng bố. Tụi mình không phải là khủng bố nha các bạn. Mình còn cầm bình xịt cứu hỏa, mình giúp đỡ mọi người nữa. Nào anh em ơi, đi theo mình nè anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Cảnh sát tưởng đó mình là khủng bố đó các bạn, cho nên là hiện tại bây giờ cảnh sát đang đuổi theo truy nã tụi mình nha. Không ổn rồi anh em ơi. Lên xe nhanh lên anh em. Còn những người anh em kia của mình đâu rồi ta. Không lẽ là bị kẹt ở đây. Nào anh em ơi, lên xe nhanh lên đi anh em. Không xong rồi các bạn ơi, cảnh sát phát hiện ra mình rồi. Giờ này còn chỉnh radio nó mới ghê chứ. Mình bấm nhầm các bạn ơi. Tự nhiên bây giờ chỉnh radio rồi. Mình sẽ sử dụng quả bom kích nổ từ xa nha các bạn. À, quả bom này thì cũng ổn rồi các bạn ơi. Khi mình đi lại gần á thì nó sẽ tự động nó nổ nha các bạn. Ôi, quả bom kích nổ từ xa của mình đâu rồi ta. Các bạn cho mình chút xíu nha. Mình đã bị rung tay các bạn. Bởi vì hiện tại bây giờ cảnh sát ở khu vực nước bộ đang đuổi theo đi não mình nha. Rõ ràng mình có làm gì đâu, mọi người hiểu nhầm rồi mọi người ơi. Mọi việc không như mọi người nghĩ đâu. Ui. Tự dưng mình bị liệu các bạn, anh trai kia chạy ngang qua mình. Cái mình đặt bom luôn rồi, làm sao bây giờ đây ta. Thôi lỡ rồi, ui các bạn nhìn kìa.
Mình đặt bơm ngay chỗ cái vòi nước các bạn. Đặt một trái một thoi. Wow, vòi nước nó văng luôn nè các bạn ơi. À, chỗ này mình thấy cũng có một cái vòi nước này các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Kích nổ. Đó, nước văng lên luôn. Này thì cảnh sát nè. Rõ ràng mình muốn giúp đỡ mọi người mà tại sao mọi người lại đuổi theo truy nã mình? Rõ ràng là mình muốn giúp mọi người mà các bạn. Mình thấy chiếc xe kia bị cháy, mình cập bình xịt cứu hỏa lại, mình dập lửa mà mấy anh trai này không biết lý do vì sao nữa mà lại tấn công mình. Hiện tại bây giờ toàn bộ cảnh sát ở khu vực bị mất bộ đang đuổi theo truy nã những người nằm hết ghê nha các bạn. Chắc bây giờ mình phải chạy vào đền thành mình đắp quá các bạn ơi, chứ như vậy là không ổn rồi. Này thì cảnh sát nè. Ui, ở đây có thêm một chiếc xe của cảnh sát nè. Ui, mình nhầm rồi các bạn ơi. Đặt bom sao mà trúng chiếc xe của mình luôn mới ghê chứ. Nè anh em ơi, lên xe thôi anh em. Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn cảnh sát. Không ổn rồi các bạn. Rồi. Để mình chỉnh là bỏ bom cái tổ từ xa đi các bạn. Cứ mỗi lần mình rung á là mình bấm toàn hụt không à. Làm sao bây giờ đây. Quả bom kích nổ từ xa. Đây là các bạn ơi. Được rồi. Mọi người ơi, bấm chắc vậy nha mọi người. Chiếc xe này á là không có dây đai an toàn nha các bạn. Các bạn nhìn kìa, hết ghi màu xanh, với lại hết ghi màu xanh lá ngoài phía sau. Con xe này mình làm hay la đó các bạn, không khéo á là hai người hết ghi sẽ bị rơi ra ngoài nha. Để một chút nữa mình sẽ thử làm hay la nha các bạn. Rồi, cảnh sát nè, ui đặt hụt rồi, trúng xe container luôn. Mình đặt hụt rồi các bạn ơi, Ở phía trước mặt mình thấy có thêm một chiếc xe cảnh sát nè. Này thì máy đặt cảnh sát nè, ui sao hụt của người ta. Này thì máy đặt cảnh sát. Đó các bạn, cái này là không phải do mình nha. Sao vậy ta? Mình khó hiểu thật sự luôn các bạn. Mình nghĩ là lúc hồi nãy đó mình liền trái bom đó các bạn. Vô tình anh cảnh sát á, ảnh bắn kiểu được highlight nha. Kiểu như là mình đang ném trái bom á, trái bom nó bay lên trời á. Cái này cảnh sát cầm cái súng bắn. Hết ghi mà xanh dương đâu rồi? Hết ghi mà xanh dương đâu? Người anh em của mình đi 4 người lận mà. Hả? Hết ghi mà xanh dương đâu rồi ta? Hết ghi mà xanh dương đâu rồi? Đi 4 anh em luôn nha các bạn. Mình không bỏ hết ghi màu xanh dương lại đâu. Hết ghi màu xanh dương ơi. Đây là các bạn ơi, có rồi kìa. Còn hết ghi màu vàng nữa. Định leo lên đó lấy trái cây của người ta hay sao đó các bạn. Đã lên xe thôi, hết ghi màu vàng ơi. Nhanh lên đi bạn. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Bây giờ mình sẽ chung vào đường hầm mình đốt cảnh sát nha các bạn. Mình quên chứ, mình nói mình chung vào đường hầm mà mình đi vậy á thì hơi lố rồi nè các bạn. Đường hầm nó nằm ở phía sau lưng mình nha. Rồi mọi người ơi, cho mình xin đường nha mọi người ơi. Mọi người cho mình xin đường nha. Nổ kiểu domino này các bạn. Nổ chỉ một chiếc xe thôi là mấy chiếc xe kia nó sẽ nổ theo nha. Ui, cảnh sát lại bắn vào lốp xe của mình rồi. Hiện tại bây giờ thì mình chỉ có 4 sao các bạn ơi. Từ từ thôi anh em. Bình tĩnh. Mình sợ nhất là lúc trúng mặt cảnh sát đó các bạn. Cái những người anh em của mình sử dụng súng bắn cảnh sát. Như vậy là cảnh sát dễ phát hiện là mình lắm nha. Không ổn đâu những người anh em. Cứ từ từ thôi, đừng có bắn nữa mà. Rồi đó các bạn ơi. Ổn rồi đó. Ui, mấy anh trai kia định làm hay la giống mình các bạn. Chạy xe sao đụng vào đây. Rồi hai anh đây xì quá tự té luôn. Mấy anh trai ơi, cái này là do mấy anh trai nha, chứ em không có biết gì đâu. Tự chạy tự đụng tự té luôn các bạn. Tính ra là mình không có liên quan luôn đó. Rồi, chỗ này thì có một cái đường hầm xe lửa nha. Bây giờ mình sẽ chung vào đây mình trốn cảnh sát. Quá là ổn định luôn. Ui, đó các bạn. Cái này mình khỏi cái làm highlight nữa các bạn. Đó các bạn có thấy không? Chiếc xe này á là không có dây đai an toàn nha. Ngồi ở phía sau á chỉ cần bay nhẹ một cái như vậy thôi các bạn. Lật xe là hai người anh em của mình té liền luôn. Rồi anh em ơi, đừng có bắn nhau nữa mà. Chạy trốn cảnh sát là hơi bị cực đó. Anh em còn bắn nhau nữa làm gì không biết. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chung vào đây mình đốt cảnh sát nha. Không biết là ngày hôm nay mấy anh trai kia có đua xe hay là không nữa. Mình muốn đua xe quá các bạn. Chạy con xe này chạy lùi như là hôm bữa luôn. À cũng có lý đó các bạn ơi. Nhưng mà hên xui nha các bạn. Biết đâu mấy anh trai đó ngày hôm nay không có đua xe thì sao. Mình chỉ đốt phỏng phẩm sơ sơ như vậy thôi các bạn. Bây giờ việc đầu tiên mình cần làm đó chính là mình sẽ trốn thoát khỏi cảnh sát nha. Rồi sau đó mình sẽ tham gia một giải đua ao làng. Ui, từ từ. Tự dưng chạy đến đây dấp cái này té mới ghê chứ. Nè anh em ơi, lên xe thôi anh em. Nhìn lên anh em ơi. Nhìn lên đi anh em. Cảnh sát gặp phát hiện ra mình rồi các bạn. Anh em ơi, lên xe cái gì vậy? Lên xe đi. Cái gì mà cứ chạy đến chạy lui hoài vậy?
chán nhưng anh em của mình ghê cho các bạn. Rồi anh em ơi, lên xe đi anh em. Mình đậu ở đây là giữa đường này xe lửa này các bạn ơi. Xe lửa mà nó tới á, là nó hung đích mình liền luôn đó. Nào, hết dây xanh. Đúng rồi các bạn ơi, mình đã trốn thoát khỏi cảnh sát rồi. Mình không biết lý do vì sao luôn. Tự dưng chạy đến khu vực ngân hàng. Mình nghe tiếng nổ trước rồi các bạn. Rồi mình chạy đến đó để mình xem thử là có chuyện gì xảy ra hay là không ha. Nếu như mà có khủng bố thì mình sẽ giúp đỡ mọi người. Mà không ngờ tự dưng đi đến đó có một chiếc xe đang đậu nó lại bị nổ. Rồi mình tự dưng mình lên sao luôn. Khó hiểu thật sự. Từ chưa hiểu đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tham gia một cái giải đua ao làng cuối cùng. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn nha các bạn. Mấy anh trai này không biết là ngày hôm nay có đua hay là không nữa. Không đua là mình cũng sẽ kết thúc luôn nha các bạn. Chờ mảnh đua nữa thì lâu lắm các bạn ơi. Bởi vì bình thường á, có khi là ngày đua ngày không nha các bạn. Chứ không phải bữa nào cũng đua đâu. Hôm nào mà mình gặp mấy ảnh đua đó là bữa đó mình may mắn dữ lắm đó các bạn. À mấy ảnh đua rồi các bạn ơi. Về đích luôn rồi nè. Cố lên anh trai này chạy cùi miếu quá rồi các bạn ơi. Chạy hẳn chót luôn rồi. Thường là xe cò cào này nó chạy khá là ngon mà ta. Tại sao anh trai này lại chạy thua mấy anh trai này? Đó các bạn, chiếc xe cò cào đó mình thấy chạy khá là ổn định luôn á. Vậy mà chạy thua mấy chiếc xe mô tô mới ghê chứ. Chán anh trai đâu quá. Rồi ui. Có sao không mọi người, có sao không mọi người? Đụng một chiếc xe hai người té các bạn. Một buổi tên đúng hai con nhạn, hai người té luôn. Rồi tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người đua xe vui vẻ. Còn bây giờ thì mình sẽ đi về nhà mình thôi các bạn ơi. Chỗ này bây giờ nguy hiểm quá rồi. Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ tạm dừng video mới đây thôi ha. À, có một anh trai kia. Còn đua các bạn ơi, còn đua kìa. Này thì đua nè. Úi. Hụt rồi. Anh trai may mắn đó nha. Nhưng mà anh trai chờ em đi. Em tới đây. Em coming. Không sao đâu các bạn. Ảnh ngồi và ảnh đi tiếp bình thường à. Đó, tụi mình hay chạy xe tụi mình đụng như vậy đó các bạn. Là để giao lưu nhau thôi, chứ không cái gì đâu nha. Không phải là mình đụng ảnh theo kiểu như là có thù cá nhân đâu các bạn. Kiểu như là gian đua xe đó. Muốn giao lưu với nhau á là phải đụng như vậy đó các bạn ơi. Rồi, và mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.